Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn. Hôm nay thì rất là muộn, anh em đã còn thức thì chúng ta nghe tập số 406 nhé. Buồn ngủ quá thì sáng mai chúng ta nghe. Hôm nay thì mình cũng xin phép đọc ngắn ngắn mà mình cũng lên muộn quá. Mình mới like xong Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào Phương Phạm, chào Hương Nguyễn, chào Diệu Xuân, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trần Văn Tùng, chào Trí Nguyễn, chào Mạc Tình Duyên, chào Phong Nam, Đạt Nguyễn, Gà Rừng Bắc Giang, chào Trung nhá. Phương Phạm, em nghe anh được 5 năm rồi, lần đầu xem live. Nghe anh được 5 năm là nghe từ những cái ngày đầu mình đọc truyện. Và mình live stream cũng được 2 năm rồi, 2 hay 3 năm rồi, 2 năm, ít nhất là 2 năm. Mà lần đầu xem live à, Phương Phạm? Bây giờ thì chăm vào like hơn nhá. Chăm vào xem like hơn nhá. Chào Đạt Vũ. Chúng ta vào tập truyện nhá. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và chúc anh em ngủ ngon luôn nhá. Yêu Tôn, tập 406. Giao lưu tiếng ơi, bây giờ đang rất là buồn ngủ rồi Chí Nguyễn ạ. Nên cố gắng đọc và cũng đang xin phép đọc ngắn. Hôm nào sẽ là một cái buổi live, live stream riêng. Khôi lỗi dị tộc chậm rãi ngẩng đầu. Ánh sáng trong mắt hắn đã không còn thuộc về dịch cổ, mà là thuộc về Mạnh Hạo. Đó chính là ánh sáng lạnh lùng, mang theo điên cuồng và sát khí lạnh như băng, nhìn về phía Huyền Phương ở phía xa xa bên ngoài quầng sáng. Thân thể Huyền Phương chấn động, trở nên trầm mặc, nhưng mà sát cơ trong mắt lại dâng lên ngập trời. Rồi sau đó hắn lại nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hạo ở trên dương tinh. Người này không chết, trận chiến này sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần, Huyền Phương thầm nhủ. Hồi lâu sau ánh mắt hắn liền thu lại, vẫn không nói nửa câu, chỉ một mực đứng ở nơi đó. Hắn tin rằng quầng sáng này rồi sẽ tự động mở ra. Hắn cũng biết rằng sau khi mở ra, đại quân dị tộc có lẽ sẽ không dám tùy tiện tiến vào nữa. Nếu không giải quyết được chuyện này, cho dù có trì hoãn thời gian, thì sĩ khí cũng sẽ bị mất. Hơn nữa chắc chắn Sơn Hải Giới vẫn còn thủ đoạn khác đề phòng mình. Không thể bị quấn theo kế hoạch của bọn họ được. Trận chiến này cần phải có chuyển biến. Hắn cần hạ mồi câu. Chủ đề không đủ, như vậy chính mình sẽ trở thành mồi câu. Không cần biết Sơn Hải Giới lựa chọn như thế nào, mình đều ép bọn họ nhất định phải lựa chọn. Hai mắt của Huyền Phương lóe lên một cái. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi yên tĩnh sau, tu sĩ Sơn Hải Giới lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, lần nữa trở nên vô cùng phấn chấn. Cùng lúc đó quầng sáng kia cũng lập tức tiêu tán. Nhưng sau khi quầng sáng tiêu tán, những dị tộc nhìn thấy biển thứ nhất chỉ toàn là một màu máu. Không ngờ lại đúng như Huyền Phương dự đoán, không ai dám lập tức xông vào. Số lượng của bọn họ rõ ràng nhiều hơn so với Sơn Hải Giới, nhưng mà trong chớp mắt này bọn chúng lại trở nên khiếp đảm. Bọn chúng không dám tiến vào. Chỉ có Huyền Phương một mình tiến vào. Tốc độ hắn cực nhanh. Ở trong khoảnh khắc khi quầng sáng Sơn Hải biến mất, hắn đã lập tức tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, địa tạng bên trên Nguyệt Tinh liền đứng phắt dậy. Hắn lại dám đích thân tiến vào sao? Ánh mắt địa tạng sáng lên, nhưng lại tỏ ra chần chờ. Hắn đang chần chờ không biết có nên lần nữa mở ra phòng hộ, phong tỏa tên chí tôn dị tộc lại bên trong, kết hợp với Sơn Hải lực chiến giết chết hắn này không. Nếu chuyện này thành công thì có thể kết thúc trận đấu trước thời hạn. Giờ phút này không chỉ địa tạng tỏ ra chần chờ, mà ngay cả Hải Mộng cũng đang nhíu mày. Đại quân dị tộc đều là dồn dập chấn động tâm thần, thậm chí đã có dị tộc gào thét chạy ra. Còn có 6 tên chủ tề cũng đang chấn động tâm thần. Duy chỉ có một vị chí tôn còn lại đang ở trên đệ lục thiên, nãy giờ vẫn luôn trầm mặc. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn hồ trở nên hơi dồn dập. Sự quyết đoán của Huyền Phương khiến trong mắt hắn liền hiện ra vẻ lạnh lùng.
dùng thân làm mồi câu sao? Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Phương đã nhanh chóng chớp tiến vào biển thứ 9, xuất hiện trước người khôi lỗi dị tộc bị Mạnh Hạo khống chế. Hắn cứng rắn xông tới gần, bấm quyết trực tiếp phát ra một chỉ. Biển máu xung quanh lập tức động lại như là bị đóng băng, truyền ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo không tưởng tượng nổi. Phong! Ánh mắt Hải Mộng lộ ra sắc bén. Chuyện đại nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu đối phương đã dám dùng thân mình làm mồi câu, trong khi đó Sơn Hải giới ngay cả dũng khí cắn mồi cũng không có, thì còn lấy cái gì tới mà chiến đấu chứ? Cho dù dựa theo tính cách của nàng, trận chiến này cũng phải thận trọng. Gần như trong nháy mắt khi lời nói của nàng truyền ra, dương tình nơi Mạnh Hạo ngồi chợt bạo phát ra ánh sáng ngập trời. Trước khi Hải Mộng đưa ra lựa chọn, Mạnh Hạo đã lựa chọn của mình. Hắn cũng đã nhìn thấu đây chính là mồi câu, và hắn muốn ăn. Địa Tạng hít sâu một hơi, tu vi toàn thân bạo phát ngập trời. Dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, Xâm La địa phủ đồng loạt phủ xuống Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó 100.000 tu sĩ trên Nguyệt Tinh đều bạo phát ra toàn bộ tu vi, sát nhập vào trận pháp. Tầng tầng trận pháp bị khống chế ẩn giấu dưới mặt đất lập tức hiện ra, lần nữa bao phủ Sơn Hải giới, vây khốn Huyền Phương Chí Tôn ở bên trong. Gần như trong khoảnh khắc khi quầng sáng xuất hiện, trên dương tinh đột nhiên cũng bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Lực lượng dương tinh đỉnh phong hóa thành mũi tên ánh sáng, lập tức xé rách hư không bay đi. Cùng lúc đó trên núi thứ 9, Hải Mộng Chí Tôn cũng đứng bật dậy, bước ra, tự mình xuất chiến. Trong tiếng nổ ầm ầm, Huyền Phương cùng khôi lỗi dị tộc do Mạnh Hạo khống chế chợt đối kháng với nhau. Thân thể hai đại chí tôn đồng thời chấn động, khí thế khôi lỗi dị tộc yếu hơn một chút, mà khí thế Huyền Phương lại dâng lên như cầu vồng. Nhưng mà đúng lúc này, mũi tên sáng của Dương Tinh đã bắn thẳng tới Huyền Phương. Huyền Phương bất ngờ không thèm né tránh, mà chợt quay đầu nhìn về hướng Dương Tinh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thậm chí hắn còn không thèm để ý tới Hải Mộng Chí Tôn lúc này đang gấp rút phóng tới. Người nghĩ rằng bồn tọa thả mồi câu là vì gần 100.000 đồng tộc của ta vừa bị chết đi hay sao? Hoặc là bởi vì dịch cổ bị khống chế hay sao? Bồn tôn tiến vào nơi này chính là vì người đấy. Huyền Phương cười to, tùy ý để mũi tên bắn tới. Tay phải hắn nâng lên bắt lại mũi tên ánh sáng bóp mạnh. Theo mũi tên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, toàn thân hắn dường như là cũng muốn tan vỡ. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà trong mắt lại hiện lên ánh sáng âm u. Đạo thời gian, truy lại căn bản, truy ánh sáng này, ngưng tụ lại chân thân của ta. Vừa mới dứt lời, thân ảnh Huyền Phương lập tức biến mất. Khi xuất hiện đã lại ở trên dương tinh, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp ném ra một hạt châu màu đen xuống đất. Một loạt thần thông không tưởng tượng nổi, tựa như là ngược dòng thời gian, theo mũi tên ánh sáng kia trở về mấy hơi thở trước đó, thậm chí cùng quay trở lại còn có cả bản thân Huyền Phương Chí Tôn. Thường thế hắn bị mũi tên ánh sáng gây ra, ở trong một chớp mắt không ngờ lại khôi phục như thường, giống như là chưa từng xảy ra vậy. Khi hắn xuất hiện lại, đã trở về lúc vừa bước chân lên tinh dương. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ dương tinh chấn động mạnh. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến đồng tử của Mạnh Hạo co rụt. Căn nguyên thời gian, cả đời Mạnh Hạo giao chiến cùng người khác đã trải qua nhiều lần hung hiểm, khả năng ứng biến cho dù không bằng Huyền Phương thì cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc này hắn không một chút chần chờ, thậm chí phản ứng của thân thể còn vượt qua cả ý nghĩ. Tu vi lập tức ầm ầm bạo phát tạo thành gió lốc, đồng thời toàn diện bộc phát ra uy lực của trận pháp do 100.000 tu sĩ hợp thành, khiến trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cỗ khí thế sắc bén ầm ầm dâng lên. Trực tiếp bạo phát ra còn có lực lượng mạnh nhất của dương tinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng này hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa, bắn thẳng về phía Huyền Phương. Nhưng mà cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là hạt châu màu đen kia. Hạt châu này mang lại cho Mạnh Hạo cảm giác vô cùng bất an. Mà giờ khắc này, hào quang vàng chói trên thân thể chí tôn dị tộc Huyền Phương
cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên việc thi triển ra pháp tắc thời gian nghịch thiên kia với hắn mà nói cũng là không dễ dàng. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, rất có thể sẽ không cách nào có thể thi triển lại được. Cũng giống như căn nguyên không gian của Mạnh Hạo vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Phương Chí Tôn xuất hiện chẳng những là khiến cho đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, mà Hải Mộng Chí Tôn đang từ bay xa bay nhanh tới cũng tỏ ra kinh hãi. Thời khắc này, bên ngoài Dương Tinh, Hải Mộng Chí Tôn bạo phát ra tốc độ cao nhất, gần như là dịch chuyển tức thời mà tới. Còn có Chí Tôn Khôi Lỗi của Mạnh Hạo cũng theo thần niệm hắn khống chế vọt tới, muốn giải cứu Mạnh Hạo khỏi nguy cơ. Trong tiếng xé rách không khí ầm ầm, mũi tên ánh sáng lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng tới hạt châu nơi tay phải của Chí Tôn dị tộc Huyền Phương, muốn phá nát hạt châu trước khi nó kịp rơi xuống đất. Huyền Phương hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra, tùy ý để ánh sáng dương tinh đánh vào hạt châu màu đen, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Hạt châu tràn đầy vết nứt rồi lập tức vỡ vụn. Theo hạt châu tan vỡ, một cỗ sương mù màu đen tràn ra ngập trời. Mạnh Hạo lập tức nhận ra trong màn sương mù này phong ấn một cỗ lực lượng vô cùng mạnh. Cũng may là nó vẫn chưa kịp phát động đã bị bắn vỡ. Nếu không để cỗ lực lượng phong ấn này hoàn toàn mở, thì cho dù là Chí Tôn ở trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ. Thứ này hiển nhiên chính là một món trí bảo. Trí bảo chưa có Chí Tôn mới có thể luyện ra. Gần như ngay khi hạt châu màu đen vỡ nát, thân thể Huyền Phương liền nhoáng lên một cái. Trong nhà mắt đã xuất hiện cách đó không xa. Vẫn là Dương Tinh, tay phải nhấc lên. Ở trong tay bất ngờ lại lần nữa xuất hiện một hạt châu màu đen. Ở trên mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn cũng không thèm nhìn Hải Mộng cùng Khôi Lỗi dị tộc sắp sửa lao tới, nói: trước giờ bổn tôn ra tay đều lên kế hoạch chặt chẽ, không chấp nhận việc ngoài ý muốn. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, hạt châu màu đen kia lập tức bắn thẳng xuống đất. Vì sao không nên để cho nó chạm đất? Mạnh Hạo nhíu mày. Ý nghĩ này vừa hiện ra, lôi đình đã lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tia chớp lóe lên một cái, thân thể hắn liền thuấn di ra khỏi trận pháp. Ầm một tiếng, dưới vẻ mặt sừng sốt của Huyền Phương, hắn và Huyền Phương đã lập tức hoán đổi vị trí. Khi xuất hiện lại, đã bất ngờ đứng ở vị trí Huyền Phương vừa rồi. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, vung tay áo một cái, hạt châu màu đen chỉ có mấy tấc nữa sẽ chạm đất, không ngờ lại bị Mạnh Hạo thu mất. Gần như là vừa chạm vào hạt châu này, Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ. Người muốn phong ấn không phải là Mạnh Mộ, mà là viên dương tinh này. Mạnh Hạo gần đầu, đồng tử hắn lại lần nữa co rụt. Hắn thấy được cùng với ánh mắt lạnh lùng của Chí Tôn dị tộc Huyền Vương, trong tay hắn không ngờ lại xuất hiện hạt châu màu đen thứ ba. Lần này hắn không có nói một câu, gần như là khi Mạnh Hạo vừa nhìn tới, hắn đã bóp nát hạt châu, vứt trên mặt đất. Ngay lập tức, một cỗ sương mù màu đen đậm đặc liền bạo phát ra. Trong một chớp mắt đã bao trùm bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Dương Tinh lại, tạo thành một lĩnh vực không gian đặc thù. Cũng đúng vào lúc này, Chí Tôn Khôi Lỗi của Mạnh Hạo đã tới. Nó đánh ra một quyền về phía màn sương mù, nhưng mà không ngờ lại như là chìm đáy biển, không có một chút tác dụng nào. Mà Hải Mộng Chí Tôn cũng đã bay tới, tay phải nàng nâng lên phát ra một chỉ. Lực lượng Chí Tôn bạo phát ngập trời, nhưng mà vẫn không thể làm cho màn sương mù này biến dạng nhiều, chỉ hơi phân rã một chút. Âm Minh Châu. Sắc mặt Hải Mộng lập tức tỏ ra vô cùng khó coi. Âm Minh Châu này cũng không phải là vật chất thuộc về 33 thiên. Năm xưa Chí Tôn tiên giới xảy ra hạo kiếp, nó được một phương thế lực khác luyện chế, mục đích chính là để vây khốn cường giả Chí Tôn tiên giới. Một khi triển khai, ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó phá vỡ, ít nhất thì cũng bị nhốt hơn một khắc đồng hồ. Mà trong thời gian một khắc này, ở trong màn sương mù này giống như tuyệt địa. Trên Dương Tinh lúc này, Chí Tôn dị tộc Huyền Phương trên màn sáng sương mù
lộ ra ánh sáng sắc bén tràn ngập sát khí. Mục đích quán nhìn qua như thể là vì chí tôn dị tộc, nhưng mà trong chớp mắt đã chuyển mục tiêu sang Mạnh Hạo. Khi người khác đều cho rằng hắn muốn đánh chết Mạnh Hạo, thì hắn lại phát ra âm minh trùng, phong ấn dương tinh lại. Hơn nữa, từ việc hắn liên tiếp chuẩn bị 3 viên âm minh châu cho thấy, hiển nhiên là muốn phong tỏa dương tinh trong thời gian dài, khiến cho dương tinh không thể phát huy được tác dụng. Từ đó mà đại quân dị tộc tiến vào sẽ giảm bớt được trở ngại cực lớn. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng đã hiểu được bản chất vấn đề, thì không ngờ Huyền Phương lại lần nữa thay đổi mục tiêu, bỏ qua phong ấn dương tinh, đổi giết thành giết chết Mạnh Hạo. Liên tục biến hóa, khiến cho người ngoài rất khó đoán ra mục tiêu chân chính của Huyền Phương rốt cục là cái gì. Thời khắc này dương tinh bị sương mù ngăn cách. Hải Mộng Chí Tôn, khôi lỗi bên ngoài màn sương mù đang không ngừng đánh vào, muốn nhanh chóng mở ra phong ấn. Mà Mạnh Hạo lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Thời gian một khắc, bổn tôn có rất nhiều biện pháp để đánh chết người. Huyền Phương cười to, tu vi ầm ầm bạo phát, lực lượng chí tôn bộc phát ra toàn diện, tạo thành một cỗ uy áp ép về phía Mạnh Hạo, mà hắn cũng bước ra một bước, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi. Tên chí tôn Huyền Phương này khiến cho hắn hơi nhức đầu. Chẳng những tu vi cường hãn, mà tâm cơ còn thâm sâu, so với dịch cổ khó đối phó hơn rất nhiều. Thời khắc này thấy Huyền Phương lao tới, Mạnh Hạo lập tức lui về phía sau, thần niệm tản ra, tập hợp lực lượng trận pháp bốn phía, chợt bạo phát ra một mũi tên ánh sáng rực rỡ, bắn về phía Huyền Phương. Hai tay Huyền Phương bấm quyết, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh một con sư tử to lớn màu vàng. Hư ảnh này trong một chốc lát liền bành trướng, bao phủ thân thể Huyền Phương lại, trực tiếp là thay thế hắn thừa nhận lực lượng của mũi tên ánh sáng. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng xuyên qua hư ảnh sư tử, khiến cho hư ảnh này lập tức vặn vẹo, mơ hồ như có tiếng gầm ngập trời truyền ra, mắt thường cũng có thể thấy được đang vỡ nát, mà mũi tên ánh sáng cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Mặc dù xuyên thấu hư ảnh, nhưng mà khi tới gần Huyền Phương liền bị bắt lại, bóp một cái vỡ nát. Huyền Phương lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khinh miệt. Di bảo của Cửu Phong đích xác rất mạnh, đáng tiếc trong tay ngươi đã phát ra quá ít tác dụng. Nếu ngươi có thể bắn ra liên tục trong nháy mắt, thì cũng không phải là không có khả năng giết chết bổn tôn. Nhưng chỉ dựa vào 100.000 tu sĩ để duy trì, dựa vào một trận pháp để phát động mà đòi giết chết ta sao? Buồn cười. Mà bây giờ, ít nhất trong vòng 10 hơi thở, ngươi không thể đã thi triển được lực lượng dương tinh. Huyền Phương vừa dứt lời, liền ầm ầm lao tới. Trong khoảnh khắc đã tới gần phía trước Mạnh Hạo, hào quang rực rỡ trên thân thể hắn lóe lên một cái, tay phải nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền vào Mạnh Hạo. Nhìn thân thể ngươi cũng có dấu hiệu thể tu, vậy thì để ta xem thử ngươi tu hành như thế nào. Một quyền hạ xuống, đất rung núi lở, dương tinh chấn động, trong ánh sáng vàng vô tận này phát ra một con sư tử khổng lồ, từ nắm đấm chợt lao ra đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Một quyền này còn mang theo lực lượng chí tôn, xua tan hết thảy pháp tắc xung quanh, tạo thành một cỗ uy áp khiến cho 100.000 tu sĩ đồng loạt phun ra máu tươi. Có một số người không chịu nổi uy áp, thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành thịt nát văng vãi khắp nơi. Mà tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trở nên bất ổn, thân thể bịch bịch lui về sau. Phía sau hắn, bên ngoài màn sương mù, thanh âm lo lắng của Hải Mộng Chí Tôn như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian truyền tới. Mạnh Hạo, kiên trì một khắc, nhiều nhất là một khắc, chúng ta sẽ có thể phá vỡ được phong ấn này. Đối mặt với nguy cơ mãnh liệt, tâm thần Mạnh Hạo rầm rầm bạo phát. Thời khắc này cho dù hắn đã là lục nguyên đỉnh phong, đã có thể chiến một trận cùng với chủ tể, nhưng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ so với chí tôn. Nếu không gian đủ rộng, hắn còn có thể bỏ chạy. Nhưng mà lúc này nơi này đã bị phong tỏa, đường đi đã bị cắt đứt, hắn chỉ còn có tử chiến. Mạnh Hạo loại bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu. Ở trong mắt quán, trong đầu quán, thời khắc này chỉ có chiến ý ầm ầm bộc phát. Một khắc sau, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái.
thần thức bạo phát hết cỡ, mạnh mẽ va chạm với Huyền Phương đang lao tới. Mà hắn cũng không có lùi mà còn tiến tới, mạnh mẽ chống cự uy áp, tay phải nắm lại thành một quyền. Diệt sinh. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, gió lúc quét ngang. Một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với nắm đấm của Huyền Phương Chí Tôn, cách hắn mấy trượng. Truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, lần nữa bước ra một bước đánh ra quyền thứ hai. Quyền này chính là nhập ma. Không nhập ma, không sống được. Mạnh Hạo phát ra tiếng cười ngập trời. Khí thế như đại hồng thủy ngưng tụ ở trong một quyền này, lần nữa đánh ra. Ngay cả Huyền Phương Chí Tôn cũng tỏ ra rung động. Mà Mạnh Hạo lại một lần nữa phun ra máu tươi, thân thể cũng truyền ra tiếng răng rắc. Mặc dù thân thể Huyền Phương Chí Tôn chỉ là đạo tôn, nhưng mà vốn dĩ đã rất cường hãn, lại được lực lượng Chí Tôn gia trì, vượt qua Mạnh Hạo rất nhiều. Muốn chết sao? Huyền Phương cười lạnh, tu vi vận chuyển, tản ra uy áp. Hư ảnh sư tử màu vàng nơi đầu quyền gầm thét ngập trời, áp đảo nhập ma quyền của Mạnh Hạo bước tới gần trước mặt hắn. Đúng vào lúc này, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng ngời, quyền thứ ba lập tức đánh ra, chính là sát thần. Lấy ý chí của ta, dung hợp với ý chí của trời, lấy quyền của ta, vận chuyển dương tinh, thành quang quyền. Giờ khắc này ý chí Mạnh Hạo bạo phát, ngưng tụ thành một quyền sát thần, vận chuyển tất cả lực lượng thân thể, mang theo vẻ quyết đoán chưa từng có trước nay, đánh ra. Trong phút chốc, va chạm cùng quả đấm Chí Tôn Huyền Phương, truyền ra một tiếng đổ long trời lở đất. Toàn thân Mạnh Hạo run, cánh tay phải quán trong một phút chốc trở nên vặn vẹo, máu tươi phun ra. Thân thể hắn như bị cuồng phong thổi qua, lập tức thụt lùi lại. Mà ánh mắt của Huyền Phương Chí Tôn cũng lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn như là vẫn bình thường, nhưng mà năm đầu ngón tay phải giờ khắc này lại run rẩy, tê dần, thậm chí không thể nào mở ra được. Loại thương thế này mặc dù không tràn ra máu tươi, nhưng mà trên thực tế năm ngón tay quán đã sớm gãy hết xương cốt, thậm chí xương gãy đã lan tràn đến cánh tay quán, khiến Huyền Phương đau đớn thấu tim. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, lần nữa cất bước tới gần. Muốn chạy trốn sao? Nhưng ngay khi hắn vừa mới tới gần, bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng lại, ngẩng mạnh đầu. Vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, ánh mắt cũng là lóe lên sắc bén. Mạnh Mỗ không hề nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Mạnh Hạo cất tiếng nói lạnh như băng, thân thể lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành đại bàng màu xanh bay thẳng tới Huyền Phương. Tốc độ đại bàng màu xanh cực nhanh, trực tiếp xé rách bầu trời, truyền ra tiếng rít bén nhọn, kèm theo đó còn có từng ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phương tám hướng quanh co đại bàng màu xanh. Thậm chí phía trên nó còn xuất hiện Chí Tôn Kiều rầm rầm phủ xuống. Uy lực của Chí Tôn Pháp được bạo phát đến cực hạn. Huyền Phương Chí Tôn cười lạnh, không ngờ lại không một chút né tránh mà bước ra một bước, tay phải nâng lên chảo vào hư không. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một vầng ánh sáng vàng. Bên trong quầng sáng vàng này có vô số phù văn hợp thành trận pháp sáng lấp lánh, còn có cả lực lượng tinh tú ẩn chứa bên trong, khiến cho ngũ hành nghịch chuyển, thiên địa biến sắc. Trong một chớp mắt, trận pháp này liền bay thẳng tới Mạnh Hạo, cứng rắn va chạm. Tất cả núi lớn xung quanh Mạnh Hạo đều tan vỡ, mà con đại bàng màu xanh hắn hóa thành lúc này cũng nổ tung. Khi ánh sáng tiêu tán, thân hình của Mạnh Hạo lộ ra, trông vô cùng chật vật. Nhất là nơi ngực máu thịt bầy nhầy, thậm chí còn thấy được cả lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải nhờ có Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng khôi phục, thì lúc này chắc chắn Mạnh Hạo đã chết. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn là cửu tử nhất sinh. Chí Tôn. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra lửa giận không cam lòng. Trước đó hắn và Dịch Cổ cũng đã không chiến đấu kịch liệt như thế, mà trước mắt bị vây vào đường cùng, hắn mới chính thức cảm nhận được sự kinh khủng của Chí Tôn. Mà đây vẫn chỉ là Chí Tôn thất nguyên mà thôi. Thấy trận pháp màu vàng kia sắp sửa đánh lên người, đúng lúc này Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời thét dài. Chí Tôn Kiều vào giờ khắc này bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ đè xuống. Dưới sự trấn áp của Chí Tôn Kiều, trận pháp màu vàng kia liền run lên,
cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Mà Chí Tôn Kiều cũng chấn động một cái, nhưng mà vẫn trầm xuống chân áp Huyền Phương. Đồng tử Huyền Phương co rụt lại. Sau khi cẩn thận liếc nhìn Chí Tôn Kiều, vẻ mặt hắn chợt tỏ ra rúng động. Thân thể lập tức lùi về phía sau. Ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng lạ. Hai tay đặt trước người nhanh chóng bấm quyết, tự điểm một chỉ vào mi tâm. Một luồng ánh sáng vàng lập tức từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành một đầu sư tử vàng, mang theo tham lam, cười lên ha ha. Lại là cây cầu này. Cây cầu này bổn tôn muốn. Đầu sư tử màu vàng kia chính là phân thân Huyền Phương. Thời khắc này nó cấp tốc bay ra, trong khoảnh khắc đã quấn quanh Chí Tôn Kiều, lợi dụng lực lượng Chí Tôn dung chuyển liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Kiều. Mạnh Hạo không kịp củng cố liên hệ thần niệm. Thời khắc này hắn đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, mà hắn cũng nắm chắc chỉ cần mình không chết thì ai cũng không thể đoạt được cây cầu. Thừa dịp Huyền Phương đuổi về phía sau, Mạnh Hạo thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện tại trung tâm trận pháp Dương Tinh. Tay phải hắn nâng lên bấm quyết phát ra một chỉ. Dương Tinh lập tức sáng lên rực rỡ, lần nữa bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Không ngờ hắn đắt dây dưa, đấu pháp với Huyền Phương Chí Tôn hơn 10 hơi thở, khiến cho mũi tên ánh sáng Dương Tinh lại có thể một lần nữa triển khai. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng bộc phát, bắn thẳng tới Huyền Phương Chí Tôn với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa vì khoảng cách giữa đối phương quá gần, nên gần như là mũi tên ánh sáng vừa lóe lên đã lập tức đánh lên người Huyền Phương. Mũi tên trực tiếp từ xuyên thấu qua mi tâm Huyền Phương, khiến thân thể run lên, phun ra máu tươi. Khí thế lập tức trở nên suy yếu, nhưng mà hắn lại không có chết, thậm chí miệng vết thương nơi mi tâm của hắn đang nhanh chóng khép lại. Trong lòng của Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng mà rất nhanh hắn đã nhìn thấu, không phải Huyền Phương không bị thương, mà là dùng bí pháp nào đó áp chế thương thế xuống, khiến chiến lược hiện tại quán cũng không bị giảm sút nhiều. Chết tiệt. Sắc mặt Mạnh Hạo trông rất khó coi. Mà lúc này Huyền Phương đang nhìn về phía Mạnh Hạo cười lạnh lẽo, rồi lại ầm ầm lao tới. Hắn vung tay một cái, lập tức một phiến hải dương màu vàng đột nhiên ầm ầm xuất hiện, nhấc lên sóng dữ đánh tới Mạnh Hạo ở trung tâm trận pháp. Đừng nói là một khắc, cho dù là lần mũi tên ánh sáng tiếp theo phát ra, người cũng không có trụ được. Bên ngoài màn sương mù, sắc mặt Hải Mộng Chí Tôn tái nhợt. Nàng hiểu được quyết tâm giết Mạnh Hạo của Huyền Phương đã mãnh liệt đến cực hạn, mà nàng cũng không cho rằng Mạnh Hạo có thể kiên trì được một khắc trong tay Chí Tôn. Thậm chí đúng như Huyền Phương nói, giờ khắc này trừ khi là Mạnh Hạo để cho 100.000 tu sĩ chết thay, có lẽ còn có thể trì hoãn được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào kiên trì được một khắc. Huyền Phương! Hải Mộng gầm lên, vừa đánh về phía màn sương mù, đồng thời nhìn về phía Dịch Cổ Chí Tôn bên cạnh. Giờ phút này khôi lỗi Dịch Cổ vì bị sương mù ngăn cách, nên thần thức của Mạnh Hạo lưu lại trong cơ thể hắn đang tiêu tán rất nhanh, đã bắt đầu xuất hiện vẻ cứng nhắc. Không bao lâu nữa, sau khi thần thức Mạnh Hạo lưu lại tàn hết, thì chiến lực khôi lỗi này cũng biến mất, còn lại chỉ có bản thân đơn thuần. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng mà giờ khắc này đại quân dị tộc ở bên ngoài quần sáng lại đang hết sức phấn chấn, không ngừng đánh vào quần sáng, muốn đột phá giết. Mà tu sĩ Sơn Hải giới thời khắc này đều đang kinh hãi nhìn trận chiến trên Dương Tinh. Cũng vào lúc này, tại bên ngoài Sơn Hải giới, từ trên tinh không đệ lục thiên chợt vang lên tiếng cười lạnh. Đó chính là tên Chí Tôn dị tộc thứ hai trên chiến trường này. Huyền Phương Chí Tôn đã tranh thủ cơ hội. Nếu hắn không biến được cơ hội thành ưu thế, thì hắn cũng không xứng làm Chí Tôn. Thân ảnh vị Chí Tôn này được một luồng sáng đen vặn vẹo che đậy, không ai có thể thấy được hắn. Hắn từ đệ lục thiên cất bước tiến vào tinh không, lạnh lùng nhìn về phía quần sáng bao quanh Sơn Hải giới, lại nhìn chiến trường Dương Tinh bên trong quần sáng. Khóe miệng hắn ta lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Một cỗ khí tức ác độc và tuyệt tình từ từ tàn ra. Hắn không nói một lời, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm quyết. Ánh sáng đen bên ngoài thân thể lập tức vặn vẹo, khuếch tán ra xung quanh, có thể thấy được hắn đang vận chuyển lực lượng.
theo khi tức chí tôn từ trên ngán ầm ầm bộc phát vào thời khắc này. Một trong năm thiên đại lục phủ xuống phiến tinh không này, đệ nhị thiên đại lục bất ngờ trở nên run rẩy. Không ngờ, nó lại thoát khỏi quỹ đạo vốn có. Thật giống như là bị một bàn tay vô hình bắt được, bỗng nhiên bị ném về phía vách ngăn sơn hải giới. Nắm một phiến đại lục đập về phía quầng sáng sơn hải giới. Phương thức ra tay này vừa xuất hiện, chẳng những khiến tu sĩ sơn hải giới hoảng sợ, mà ngay cả những dị tộc kia cũng rúng động. Trong đó những dị tộc thuộc về đệ nhị thiên đại lục đang vô cùng lo lắng, nhưng bọn chúng lại không dám hé miệng nói ra một câu. Chỉ có thể nhìn đệ nhị thiên đại lục vốn đã bị cỗ gió lúc tàn phá, lúc này lại đang ầm ầm đè ép về phía quần sáng sơn hải giới. Nhìn như là rất chậm, nhưng mà trên thực tế, lực lượng ẩn chứa bên trong lại long trời lở đất. Giờ khắc này tu sĩ sơn hải giới mới tận mắt thấy được cái gì gọi là chí tôn. Đó chính là tồn tại có thể dùng sức một người thay đổi một cuộc chiến, có thể dùng một phiến đại lục làm chí bảo hủy thiên diệt địa. Thậm chí nếu không vì hạn chế của nơi này, chỉ sợ tinh không cũng có thể trở thành chí bảo để cái vị chí tôn kia triển khai. Mặc dù đệ nhị thiên đại lục là đại lục nhỏ nhất trong năm đại lục phù xuống lần này, nhưng mà sự khổng lồ của nó vẫn khó có thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này nó đang rầm rầm lao tới, chỉ mới là uy áp đã khiến cho tinh không vỡ vụn, khiến cho quần sáng sơn hải giới lõm xuống. Sắc mặt Địa Tạng tái nhợt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn lấy ra một bình thuốc, sau một thoáng chần chờ, liền cắn răng một cái, mở ra nuốt vật bên trong vào bụng. Tu vi quán ta lập tức ầm ầm bạo tăng, gân xanh trên mặt nổi lên quần quận, thậm chí đỉnh đầu hắn còn xuất hiện một chiếc sừng xanh dữ tợn, ngay cả da thịt hắn cũng đều biến đổi, trở thành màu xanh, thân thể trở nên cao lớn đến trăm trượng, khí thế toàn thân bạo phát ra ngập trời. Hắn không là còn hoàn toàn là tu sĩ nữa, mà trên người còn có yêu khí. Tay phải hắn nâng lên, vỗ mạnh trên mặt đất, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tất cả của hắn đi đối kháng với đệ nhị thiên đại lục đang lao tới kia. 100.000 tu sĩ trên Nguyệt Tinh cũng đều đánh bạc sinh mạng. Trong tiếng cười thảm, toàn bộ sinh cơ của bọn họ, tu vi của bọn họ, linh hồn của bọn họ đều tàn ra, sát nhập vào trong trận pháp, đi trợ giúp Địa Tạng, trợ giúp sơn hải giới đối kháng đại địch. Giờ khắc này, Dương Tinh, Nguyệt Tinh đồng thời gặp phải nguy cơ sinh tử, khiến cho ưu thế lúc trước của sơn hải giới trong phút chốc đã trở thành tình thế bất lợi. Hết thảy điều này đều là bởi vì Huyền Phương. Trong năm đại chí tôn của 33 thiên, tu vi Huyền Phương không phải là cao nhất, nhưng từ trận chiến trọng đại này, 33 thiên đại giao choán ta phủ xuống, có thể thấy được bọn chúng có lòng tin rất lớn đối với Huyền Phương. Hắn có thể lãnh đạo dị tộc của năm thiên đại lục rung động, dung chuyển sơn hải giới, dễ như trở bàn tay, ít nhất thì cũng trì hoãn một năm. Mục đích thực sự của bổn tôn, thời khắc này cũng không ngại cho người biết được. Không phải vì dịch cổ, không phải là vì Dương Tinh, càng không phải là vì ngươi, mà là vì Nguyệt Tinh mà ta chưa từng liếc mắt nhìn qua. Trên Dương Tinh, Huyền Phương cười cười, cất bước trực tiếp đạp tới trận pháp mạnh hạo đang ở. Trận pháp nổ vang, 100.000 tu sĩ xung quanh toàn bộ phun ra máu tươi, nhưng mà không ngờ lại không có một ai buông xuôi. Mỗi một người đều giống như tu sĩ trên Nguyệt Tinh, phóng ra toàn bộ tu vi cùng sinh mạng của mình. Cho dù họ có chết thì cũng phải trì hoãn một chút thời gian vì mạnh hạo. Bọn họ muốn thay thế mạnh hạo, thừa nhận cái lực lượng đến từ Huyền Phương chí tôn. 100.000 người này ý chí thống nhất, sinh mạng liên tiếp cùng với trận pháp, linh hồn cũng cam tâm tình nguyện đưa ra, tu vi hòa vào trong trận, tạo thành một cái chỉnh thể bảo vệ mạnh hạo bên trong đó. Huyền Phương cười lạnh, bước chân đạp mạnh một cái, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa nổ vang, 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mạnh hạo ở bên trong trận, tâm thần run rẩy. Hắn không thể ngồi yên không để ý đến.
Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Chí Tôn, mặc dù hắn biết bản thân mình cần nhắm mắt lại, ngồi ngay chỗ này liền có thể sống sót thêm một ít thời gian, trì hoãn thêm một ít thời gian, nói không chừng có thể kéo dài cho hắn đến một khắc sương mù bên ngoài tiêu tán, khi đó hắn lại có sinh cơ. Nhưng hắn không làm được. Mạnh Hạo bấm quyết, hắn không có tiếp tục triển khai lực lượng của Dương Tinh. Dưới loại trạng thái này, lực vận chuyển sẽ tăng tốc tiêu hao sinh mạng của 100.000 tu sĩ. Hắn không thể làm như vậy. Thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc rời khỏi trận pháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta cười to, ở trong mắt lộ ra châm chọc. Lão ta còn lo lắng Mạnh Hạo co đầu rụt cổ không ra, nói vậy sẽ lãng phí một ít thời gian. Thời khắc này Mạnh Hạo chủ động xuất hiện, huyền huyền thân thể khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ phía trước người hắn ta, tay phải nâng lên, vung mạnh một cái. Trong tiếng độ ầm ầm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ Mạnh Hạo không thể chống cự bạo phát kinh thiên, đánh xuống. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Thiếu chủ, thiếu chủ! 100.000 tu sĩ trong trận pháp lập tức giống lên thảm thiết. Mạnh Hạo giữa không trung, vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể hắn vào thời khắc này cũng không ngừng sụp đổ. Dưới uy áp của Chí Tôn đã không cách nào có thể kiên trì được lâu, mà thương thế của hắn đã nặng nề đến cực hạn. Đúng lúc này, Huyền Phương lại một lần nữa tới gần, nâng lên tay phải, sát cơ lóe lên một cái trong mắt, chộp thẳng về phía địa đầu của Mạnh Hạo. Chết đi cho bổn tọa! Mắt thấy sắp bắt được, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu đệ bát cấm. Nhưng cấm chế này vừa mới triển khai, chớp mắt khiến cho Huyền Phương dừng một lúc, liền lập tức tan vỡ. Dưới sự cắn trả, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, bước chân nhìn như thác loạn, lui về phía sau vài bước. Nhưng thời gian xuất hiện biến hóa trước mặt của lão ta, một màn này khiến cho Huyền Phương sửng sốt, phút chốc co rút đôi mắt. Thân ảnh của Mạnh Hạo lại phút chốc biến mất, khi xuất hiện thì bất ngờ đã ở phía sau lão ta. Thân thể Huyền Phương lui về phía sau, chạm mạnh quá, ầm một tiếng, lão ta không ngờ xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo. Còn Mạnh Hạo giống như chỉ là một thân ảnh, nhưng thực tế không có tồn tại. Thời gian. Đôi mắt Huyền Phương lần nữa co rụt. Đây không phải là không gian biến hóa trên ý nghĩa đơn thuần. Đây là ẩn chứa lực lượng thời gian. Phảng phất là Mạnh Hạo xuất hiện trước mấy hơi thở, phía sau Huyền Phương. Chính là thân ảnh. Chính là Mạnh Hạo từ thân ảnh của Hắc Y nơi đó học được bước chân thời không. Mà lúc này thân ảnh hắn tuy rằng tiêu tán, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt từ đó xuất hiện, còn ở phía sau Huyền Phương. Lần này tay phải hắn đã biến đổi, chiến binh bất ngờ xuất hiện, bỗng nhiên giơ lên, đi về phía trước bước ra một bước, giống như là từ quá khứ đi tới hiện tại. Một đao kinh thiên chém xuống ầm ầm. Huyền Phương né tránh đã không kịp, một đao này vượt qua chém tới, chém tới hiện tại. Khi đào ra tất nhiên sẽ trúng, không thể né tránh. Ở trong tâm thần của Huyền Phương lần nữa, lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Tuy rằng không là sinh tử, nhưng mà như cũ đối với lão ta mà nói là rất hiếm thấy. Nháy mắt tiếng ầm ầm đó nổi lên ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng. Một đạo cầu vồng khoảnh khắc rơi xuống, trực tiếp chém trên người Huyền Phương Chí Tôn. Vốn dĩ mi tâm, nhưng mà thân thể của Huyền Phương Chí Tôn lại không trúng trong đó. Lão ta hơi dịch chuyển một chút, khiến cho một đao ấy khoảnh khắc chém xuống bả vai bên trái của lão ta. Ầm một tiếng, máu tươi phun ra. Cánh tay trái Huyền Phương Chí Tôn bị lìa sóng vai. Còn bản thân lão ta thì nhanh chóng lui về sau, sắc mặt tái nhợt. Khi lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cơ nhón lên. Lập tức cánh tay bị gãy lìa của lão ta nổ ầm ầm. Khi nó hóa thành một biển máu màu vàng, trực tiếp ngập trời, quấn lên người của Mạnh Hạo như là gió quấn quét ngang. Mạnh Hạo run rẩy, hắn vốn dĩ đã trọng thương, thời khắc này máu tươi phun ra, thân thể máu thịt bầy nhầy, ý thức sắp loạn. Trong tiếng cười thảm, trong mắt hắn lộ ra ngọn lửa không cam lòng,
cưỡng ép dịch chuyển, liều mạng một lần nữa, bị thương nặng, cuối cùng chạy ra từ bên trong gió lốc đó. Nhưng ngay phút chốc hắn chạy ra, tay phải Huyền Phương Chí Tôn bấm quyết, phóng mạnh ra một chỉ. Lập tức một luồng ánh sáng vàng hóa thành trường đao, rơi mạnh xuống, không đợi Mạnh Hạo phản ứng. Miếng mã đồng tự mình bay ra, trực tiếp đánh vào trên trường đao đang vọt tới. Tiếng ếch thảm truyền ra, miếng mã đồng lập tức hư nhược một chút, thụt lùi lại. Nhưng nó không có trở lại túi trữ vật, mà là cuốn Mạnh Hạo chạy thẳng tới trận pháp mà đi. Trở về không được. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Phương Chí Tôn truyền ra. Tay phải còn lại của lão ta bỗng nhiên mở, chộp một cái về phía Mạnh Hạo nơi xa. Từ trên năm đầu ngón tay bị nứt ra của lão đều tản ra căn nguyên. Tổng cộng năm đạo căn nguyên ầm ầm mà đi. Sau khi dây dưa ở cùng một chỗ với nhau, không ngờ lại sinh ra đạo thứ 6. Rồi sau đó là đạo căn nguyên thứ 7. Căn nguyên thời gian khiến cho cái bàn tay nọ tràn đầy lực lượng quỷ dị, khó lường. Khoảnh khắc lại tới, xuất thủ liền tất trúng. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, nguy cơ trước mắt. Hắn một phen kéo miếng mã đông, khiến đẩy nó ra, tay phải đột nhiên nâng lên, phóng ra một chi về phía bàn tay đang tới, về phía Huyền Phương. Yêu phong đệ bát cấm. Giữa tiếng ầm ầm, bàn tay nọ dừng lại một chút, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt liền lập tức khôi phục. Còn Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, bị cắn trả mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó hắn không cần phải đi giam cầm Chí Tôn, hắn vẫn chưa thể làm được, sẽ chỉ bị thương tự thân. Dịch cổ trước đây là bởi vì có Sửu Môn Đài tiến hành nô dịch, hắn mới có thể một hơi giam cầm. Nhưng còn hiện giờ, đối mặt với một vị Chí Tôn hoàn chỉnh kia, cấm pháp không phải là không có, mà là tu vi của ta quá thấp. Mạnh Hạo thảm thiết nhưng mà lại cắn răng. Vào khoảnh khắc bàn tay nọ lại tới, căn nguyên thần hỏa bạo phát, tay phải bấm quyết lần nữa phóng ra một chỉ. Phong yêu đệ bát cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm. Nếu liều chết, như vậy dứt khoát điều mạng tới cùng. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng. Trong tiếng độ ầm ầm, tất cả cấm pháp toàn bộ được triển khai. Khi tiếng đổ long trời lở đất, Huyền Phương nhíu mày, thân thể lập tức lùi về sau. Lão ta cảm nhận được khí thức bốn phía hỗn loạn, cảm nhận được một cỗ biến hóa khiến lão ta cảm thấy không thích. Chắc xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc em ngủ ngon nhé.